Quý ngài và quý vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12 vẫn cứ còn giữ làn sóng với huynh đệ chúng tôi trong đề tài nghĩa vụ công dân trong đời sống đức tin của mỗi tôn giáo. Kính thưa quý ngài và quý vị, có thể nói rằng hỏi cái thể chế chính trị nào thì nó phù hợp với đời sống đức tin tôn giáo. Thật sự ra thì tôn giáo là một tổ chức, một giáo hội mang tính cách cung cấp đời sống đức tin và cái nguyên tắc sống có hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Tôn giáo cũng không phải là thiết lập một cái vương quốc gì của tôn giáo của mình mà để mình đối chọi lại với những cái những tôn giáo khác hay giáo hội khác vân vân. Nhưng mà phải nói là một cái thể chế chính trị là họ có bổn phận trách nhiệm á, giống nhà nước họ có trách nhiệm bổn phận để điều hành quốc gia, và trong đó, trong quốc gia đó thì quá nhiều những cái tôn giáo khác biệt nhau nhưng mà vẫn có được một cái chỗ để họ sống và họ đóng góp để họ phục vụ cho tín đồ của mình, cũng có nghĩa là phục vụ cho toàn dân. Cho nên có thể bất cứ thể chế nào, chính trị nào mà để cho tôn giáo làm cái trách nhiệm bổn phận của tôn giáo mà tôn giáo không giành chính quyền, tôn giáo không cai trị nước mà để phục vụ cho dân, thì thể chế chính trị đó là phù hợp nhất, tại vì họ có được một khoảng trống để cho mỗi tôn giáo sống với đức tin của mình, có được thi thố được cái nghĩa vụ và cái bổn phận của mình để cho đem lại cái sự an bình hạnh phúc cho toàn dân. Điểm kế tiếp mà vấn đề chúng tôi muốn thảo luận đó là không biết là hiện tại trong mỗi giáo hội có điều gì mà cần phải điều chỉnh, hay là nó hiện thời cái nghĩa vụ công dân theo cái nhìn hay là theo cái định nghĩa của mình đối với một đất nước sở tại. Xin được trở lại với cư sĩ Nguyễn Dũng. Dạ, kính thưa quý vị, nói đến trách nhiệm bổn phận của một người dân đối với lại quê hương và dân tộc. Khi mà chúng ta nói đến quê hương và dân tộc thì ở đó, nơi đó nó có một cái sự gắn bó rất là chặt chẽ về cái quá trình lịch sử dài của một dân tộc, mà của ông bà tổ tiên của chúng ta, và gần nhất là những người chung quanh, những người thân của chúng ta, và gần hơn nữa là những người trong gia đình. Thế nên ở trong những cái giai đoạn mà đất nước hay là xóm làng của chúng ta là bị có những vấn đề khó khăn, thì người dân, người công dân đứng lên để làm tròn cái bổn phận. Ngoài bổn phận công dân ra thì còn cao cả còn cái bổn phận của những đối với những người thân. Như hiện tại bây giờ thì giáo hội của bên Phật giáo Hòa Hảo cũng kêu gọi trong cái vấn đề mà giúp đỡ bao nhiêu gạo để mà chở đến cho tiếp tế cho những cái người mà đang bị đói ở Việt Nam và ở nơi hải ngoại. Thì trong những cái thời gian qua thì giáo hội cũng kêu gọi, đặc biệt nhất là trong cái thời gian mà Linh Mục Tâm đi lên New York để mà giúp đỡ đó, dù Covid lần đầu tiên đó, thì tất cả các nơi cũng giống như bên Hòa Thượng để mà kêu gọi may khẩu trang. Thì đó là một những cái kỷ niệm mà chúng tôi nghĩ rằng thời sau này con cháu mà có nhìn lại thì cũng rất là hãnh diện, là trong cái giai đoạn mà ông bà, cha mẹ, chú bác ở nơi đất nước Hoa Kỳ, những cái giai đoạn mà khó khăn nhất, khổ nhất, được nước Hoa Kỳ cho tạm cư nơi đây để nêu lên, thì cái gì mà đã đóng góp lại cho những cái giai đoạn khổ nhất của đất nước Hoa Kỳ bằng cái trong tầm tay của mình đó là may khẩu trang. Thì đó là những cái mà kêu gọi mà ở trong giáo hội trong cái thời gian qua, và cũng giống như hiện tại đã kêu gọi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đứng lên làm tròn bổn phận của một công dân đối với đất nước. Mà hiện tại ở tại nơi đất nước Hoa Kỳ thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lại mang trên đôi vai tới hai cái gánh đó, tức là một bên là công dân của đất nước Hoa Kỳ và một bên đối với đồng bào của Việt Nam. Thì đó là một cái trách nhiệm bổn phận mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được trên giáo hội trung ương giao phó trong những cái giai đoạn mà hiện tại. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng. Kính mời cha. Dạ vâng.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì nếu mà nói về cái trách nhiệm của người gửi tiêu hữu đối với cái xã hội mà chúng ta đang sống đó, thì thật sự thứ nhất như nãy như chúng tôi có trình bày đó, là mỗi người gửi tiêu hữu là công dân của nước trời trước và trên hết. Và vì vậy đó mà trách nhiệm của mỗi người gửi tiêu hữu là làm sao để làm sáng tỏ được cái điều đó, tức là làm sáng tỏ được cái tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, cũng như cái ơn mà cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô đã đến với con người, và trách nhiệm liên đới với những anh chị em khác của mỗi người Kitô hữu. Và vì vậy đó, cái đó là cái trách nhiệm của người công dân của nước trời. Nhưng mà thật sự thì thật là sai lầm nếu mà chúng ta nghĩ là công dân nước trời là chúng ta có thể sống tách lìa ra khỏi cái xã hội này. Bởi vì mỗi con người Kitô hữu cũng vẫn sống ở trong cái xã hội mình đang sống và liên hệ tới những anh chị em khác ở chung quanh mình. Và vì vậy đó mà cái trách nhiệm của người tiêu hữu càng sâu hơn nữa, để làm cái sáng tỏ cái quyền công dân của nước trời. Thì thật sự thì có hai cái khía cạnh đóng góp của mỗi người tiêu hữu đối với xã hội. Thứ nhất là khía cạnh tích cực. Tích cực có nghĩa là mình đóng góp để mình làm cái xã hội này mỗi ngày một tốt hơn. Mỗi ngày cái vẻ đẹp nhân lễ nghĩa trí tín nó càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Thì ví dụ như là, và điều thứ hai là đồng thời cũng chống lại những cái gì mà nó không được tốt, hoặc là nó đi ngược với lại cái giá trị của Kinh Thánh, của nước trời, hoặc là những cái giá trị căn bản của con người. Nói về khía cạnh thứ nhất đó, khía cạnh tích cực, thì cũng như cư sĩ Nguyễn Dũng nói, đặc biệt là trong hoàn cảnh Covid bây giờ ở Việt Nam đó, thì có lẽ nếu chúng ta theo dõi những cái tin tức thì có đâu 500-600 những người tu sĩ ở bên Công giáo đã dấn thân để lao vào cái môi trường Covid, ở trong nhà thương chăm sóc người Covid, hoặc là những cái khu mà cách ly có thiếu thốn những cái con người chăm sóc đó, thì họ đã và đang dấn thân để họ làm cái điều đó. Và chắc chắn là chắc có nhiều tôn giáo khác cũng đồng thời cũng làm cái công việc trách nhiệm đó, chứ không phải chỉ có Công giáo không mà thôi. Và đồng thời thì thật sự rất là nhiều nơi ở trên nước Mỹ này cũng như trên thế giới thì các cộng đồng Công giáo đã quyên góp để có thể gửi về Việt Nam, để như cư sĩ Dũng nói đó, để mua những bao gạo hoặc là những rau quả khắp nơi để chuyển về Sài Gòn, hoặc là những nơi Bình Dương, những cái nơi mà bị cô lập, để giúp và đỡ những người nghèo. Dạ vâng, đó là cái khía cạnh mà tích cực đang xảy ra bây giờ. Đồng thời có những khía cạnh mà người Kitô hữu cũng phải chống lại. Ví dụ như là về khía cạnh mà cái mạng sống của con người, về phá thai thì rất là lâu nay thì người Kitô hữu vẫn đang chống lại những cái điều phá thai. Rồi đồng thời có những cái bất công ở trong xã hội, thì cái đó là cũng trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu phải lên tiếng. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn thầy. Mời. Dạ. Chúng ta đang sống ở trong thế giới loài người, và chúng ta có rất nhiều những cái mối liên đới. Đặc biệt chúng ta là công dân của một đất nước, thì chúng tôi là những người theo Chúa. Như lời của Linh Mục Nguyễn Hữu Tâm đã chia sẻ, thì tất cả chúng ta ở đây, anh em người tin lành cũng vậy, là những người mà thể hiện cái tình thương đối với nhau. Rồi là cái quyền công dân thì chúng ta còn phải chu toàn hết tất cả những bổn phận như chúng ta đã trình bày. Thì chúng ta cũng có một cái sứ mạng cao cả nữa, cái sứ mạng mang tính thiêng liêng, đó là chúng ta là ánh sáng. Như Chúa nói đó, các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của trần gian. Và vì vậy đó cho nên ngoài tất cả những cái điều mà chúng ta đóng góp, chúng ta vâng phục, chúng ta thực hiện tất cả những cái gọi là những luật pháp, thì chúng ta lại còn phải đấu tranh. Chúng ta cần phải bày tỏ cái ánh sáng thiêng liêng, bày tỏ Thiên Chúa cho trần gian này nữa. Đó là cái sứ mạng mà những người theo Chúa phải làm. Và ở trong cái hoàn cảnh hiện tại thì với những người tin lành, thì chúng tôi thấy rằng các anh em tin lành họ cũng đã ở tại Việt Nam cũng như ở tại đây, thì đặc biệt là chúng tôi rất là vui là vì có những cái trung tâm cai nghiện mà anh em tin lành đã tổ chức rất là nhiều.
Và những cái trung tâm cai nghiện này đã được ngay cả chính phủ người ta cũng đã nhận thấy cái hiệu quả của nó. Bởi vì nhiều khi đưa vào các cái trung tâm của chính phủ đó thì người ta ngoài cái vấn đề mà cai nghiện thôi, người ta không còn có sự hướng dẫn, giúp đỡ hay là yêu thương, gọi là nó mang cái tính cách thiêng liêng, nó mang tính cách niềm tin. Cho nên những anh em mà họ ở trong các cái trung tâm của Tin Lành đó, thì họ lại có được một cái sự thay đổi hoàn toàn, và họ có thể trở lại hoàn lương, trở thành những con người công dân tốt và đã được đánh giá rất là cao. Thì đó là điều chúng tôi rất là vui. Và ở trong cái hoàn cảnh mới như là Covid-19 thì tất cả các tôn giáo đều làm điều này. Và chúng tôi cũng kêu gọi các anh em theo Chúa cũng hãy tích cực trong cái sự san sẻ, trong cái tình thương của mình đứng trước cái hoàn cảnh của đồng bào của chúng ta. Riêng Hội Thánh chúng tôi thì chúng tôi cũng luôn làm điều này. Chúng tôi hiện đang kêu gọi và vẫn có những cái sự trợ giúp cho một số, như một góc nào đó mình có thể làm được với một cái hoàn cảnh rất là khó khăn của người Việt Nam của chúng ta. Thì cái tình thương, cái sự chúng ta gọi là lá lành hoặc là lá rách đi nữa, chúng ta đùm cả cái lá nát, thì đó cũng là một cái tấm lòng của chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này. Và nó cũng là sự bày tỏ cái đức tin, bày tỏ cái tình thương mà lâu nay chúng ta vẫn luôn luôn đề cập đến. Cho nên cái sứ mạng, cái bổn phận của mỗi chúng ta đó, chúng ta cảm thấy rằng trách nhiệm của những người theo Chúa nó cộng thêm nha. Những cái gì mà chúng ta có thể nói về luật pháp, nói về những cái điều mà là bắt buộc, những điều chúng ta phải làm, thì nó còn có rất nhiều những điều chúng ta cần phải làm thêm hơn nữa, bởi vì cái niềm tin của chúng ta, bởi vì cái sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Yeah. Cảm ơn Mục sư Nguyễn Hiền. Kính thưa quý ngài và quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại là xin được giới thiệu tôi là một chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội có thể là dấn thân đi hoạt động tôn giáo, nhưng mà có cái trách nhiệm bổn phận chia sẻ vui buồn với đất nước sở tại, đó là đất nước Việt Nam. Mà trong lịch sử truyền thừa của Phật giáo, hơn 2.000 năm của Phật giáo đất nước Việt Nam. Cho nên câu mà tiêu biểu xin được nhắc lại đó là Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ngài nói rằng chánh pháp không thể nở hoa nơi dân sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi ấp bức đó nghèo. Như vậy thì chánh pháp tức là mình có thể hiểu là tôn giáo là các cái tổ chức là lương thiện của người dân, trong đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay Phật giáo Việt Nam nói chung không có thể nở hoa, tức là không thể quảng diễn, không thể giới thiệu, không thể mở mang trong một đất nước nô lệ, tức là không có dân chủ. Và chúng sinh tức là người dân đó không thể an lạc nơi một áp bức đó nghèo. Và từ cái nô lệ, từ cái do đưa đến cái sự áp bức và áp bức rồi thì đưa đến cái đó nghèo. Do vậy không phải là giáo hội là đưa ra một cái gì mới, mà cái đó là nó bàn bạc trong đời sống đức tin của người tin Phật, tức là chúng ta phải trở lại cái bốn ăn lớn á, là ăn tam bảo, tức là đức tin của mình cảm nhận được cái người sáng lập ra cái đức tin tôn giáo của mình, đó là tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Và chúng ta phải biết ơn các vị là lãnh đạo của quốc gia của mình, vì nhờ qua đó mà chúng ta được an vui tu tập. Nếu là cái thể chế đó là thể chế do dân dân bầu lên, dân tin tưởng, và thể chế đó phục vụ cho dân. Rồi chúng ta phải có cái công ơn biết ơn đối với cha mẹ, ơn với chúng sinh. Như vậy thì cái Phật pháp cho chúng ta cái khái niệm mang cái tính cách và cái căn bản của đời sống đức tin và trí tuệ của mình, và cái người Phật tử là cũng là một công dân của một quốc gia, thì qua đó mà bản tâm của mình, qua đó cái hạnh nguyện của mình muốn đi vào là bất cứ lĩnh vực nào thì dựa trên đời sống đức tin từ bi và trí tuệ đó mà để thể hiện trong cái đời sống và nghĩa vụ bổn phận của mình. Và chắc chắn là đối với tôi thì tôn giáo sống trong một đất nước, do vậy cái đất nước đó thể chế chính trị như thế nào thì chúng ta sẽ cũng bị khuôn theo khó khăn hay dễ dàng trong cái thể chế chính trị đó. Sau cùng ngồi huynh đệ chúng tôi xin được mời quý ngài có ý gì để chia sẻ chung trong cái đề tài hôm nay liên quan đến đề tài nghĩa vụ công dân của tôn giáo, thì mời quý sĩ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta là những người tín hữu, những người có đạo, tin lời dạy của ơn trên. Các ngài dạy cho mỗi con người chúng ta
bằng cái niềm tin, trí tuệ và tình thương, để từ đó mà chúng ta đã xét thấy ở trong cái hoàn cảnh của mỗi cái đất nước, mỗi quốc gia, và đặc biệt nhất là cái hoàn cảnh mà chúng ta, của đất nước của chúng ta hiện sinh sống, họ có trí tuệ để chúng ta nhận xét rằng chúng ta nên làm gì để phù hợp với cái hoàn cảnh, có tình thương. Tại người ta nói rằng cái trái tim không thì nó mù lòa, nó không thấy được, do đó phải cần có cái trí tuệ. Thì trí tuệ với tình thương hợp lại nó sẽ giúp cho chúng ta mang một tình thương có ý nghĩa và đúng. Trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng cộng đồng ở đây rất là cần cái sự giúp đỡ và đoàn kết của mọi người, mà thật sự cái cần thiết nhất là giúp đỡ trong gia đình trong hiện tại. Những người lớn tuổi bây giờ đó là cô đơn lắm, rồi không kể tới những người lớn tuổi mà thật sự mỗi một cái tầng lớp, bao nhiêu thế hệ từ trẻ già, ngay cả các em bé nhỏ bây giờ nói chuyện các em cũng cảm thấy buồn. Do đó rất là cần cái sự giúp đỡ của mỗi người chúng ta, là chúng ta là những người lãnh đạo các tôn giáo, nên thấy rõ những cái sự cần thiết của những người xung quanh. Mà khi thấy rõ như vậy để chúng ta áp dụng cái lời dạy của ơn trên vào trong cái đời sống hàng ngày, trước nhất áp dụng cho mình và mang cái sự áp dụng đó tới những người xung quanh, là đó là thực sự là tin theo lời dạy của Ngài và mang niềm tin trở thành một sự sống tích cực. Cảm ơn kỹ sĩ Nguyễn Dũng, kính mời bác sĩ Hữu Tâm. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì trong đề tài hôm nay chúng ta đang chia sẻ về tôn giáo và các thể chế chính trị, thì cái điều tôi muốn chia sẻ cuối cùng ở đây là tôn giáo lúc nào cũng vượt trên các thể chế chính trị. Bởi vì các thể chế chính trị nó chỉ có tồn tại trong một thời gian ngắn hạn và nó cũng qua đi, nhưng mà tôn giáo nó vẫn tồn tại mãi mãi. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như Phật giáo, như ví dụ Kitô giáo đã qua bao nhiêu ngàn đời rồi, mà bao nhiêu thể chế chính trị cũng qua đi. Cho nên tôn giáo không phải không có phục vụ cho thể chế chính trị nào hết, mà phải vượt trên các thể chế chính trị. Và đồng thời thì mỗi thể chế chính trị nào cũng vậy, cũng có những điểm tốt nhưng mà cũng có những điểm xấu. Và vì vậy đó mà cái quan trọng của tôn giáo, nhiều khi con người cứ muốn cho các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo tham gia vào những cái thể chế chính trị, hoặc là involve vô những cái điều đó, nhưng mà tôn giáo lúc nào cũng vượt hẳn trên các thể chế chính trị, và lúc nào cũng mang nhắm cái điều quan trọng là mang chân thiện mỹ đến cho con người. Và nếu mà thể chế chính trị nó phù hợp với lại những cái điều đó thì tôn giáo sẽ ủng hộ, nhưng mà nếu mà những thể chế chính trị mà nó đi ngược lại những điều đó thì tôn giáo sẽ chống lại những điều đó. Cảm ơn cha, mời mục sư. Dạ, trong cái tại hôm nay thì tất cả chúng ta đều nhận ra rằng là chúng ta đường sống và chúng ta phải chịu một cái ảnh hưởng của một cái thể chế chính trị mà chúng ta có mặt ở trong cái xã hội đó. Và vì vậy đó cho nên là con dân của Chúa, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải sống thế nào. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta không phải nghĩ đến cái quyền lợi về vật chất, không phải chỉ nghĩ đến cái quyền lợi về cái cuộc sống nhân sinh ở trên trần gian này, nhưng mà chúng ta còn nghĩ đến có một sứ mạng cao cả nữa, đó là chúng ta thông qua sống một cái đời sống đạo đức, thông qua một cái đời sống mà chúng ta trở thành những cái người gọi là gương mẫu, là những công dân gương mẫu, thì chúng ta lại chiếu sáng cái đức tin của mình. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi ở trong cái đề tài hôm nay. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài và quý vị, sinh ra đời là một người công dân ở tại một xứ sở nào đó và mà mang trong lòng là mình một đức tin của tôn giáo của mình. Nhưng mà riêng về Phật giáo thì cái đức tin đó nó không phải là chúng ta phải xây dựng cái gì bên ngoài, nhưng mà xây dựng gọi là cái đạo nghiệp bên trong của mình. Tức là mình làm gì đó mà cái cơ hội mình để nó lên cái điều tốt, làm cái điều tốt, suy nghĩ điều tốt, thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ của mình. Như vậy thì dầu bất cứ thể chế chính trị nào nữa, nhưng mà người Phật tử tin Phật á, là phải thể hiện cái tấm lòng của mình đối với tha nhân, với vạn loại chúng sinh mà tứ ân đã nhắc nhở cho chúng ta. Và một cái câu nói để đời của các vị tiên tổ đó là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật.
Xin được đôi lời như vậy gửi đến quý ngài và quý vị. Hôm nay chúng ta có người bị xin mời kỹ sĩ Nguyễn Dũng thay lời huynh đệ để có lời cầu nguyện. Là một công dân của đất nước, là một người tín đồ của một tôn giáo, chúng ta nên có cái bổn phận, trách nhiệm và danh dự. Bổn phận của một người Việt Nam, trách nhiệm của một người chồng, người vợ, hoặc là trách nhiệm của một người lãnh đạo dưới một cái danh dự, để từ đó chúng ta lắng nghe được những sự đau khổ, tiếng vọng của mọi người xung quanh chúng ta. Khi lắng nghe được những sự đau khổ đó, để chúng ta mang cái sức lực của chúng ta, trí tuệ và tình thương của chúng ta để giúp đỡ cho những cái sự đau khổ đó được qua đi. Và đồng thời còn cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người tôn giáo của chúng ta. Đất nước chúng ta có 5 tôn giáo, chúng tôi gọi đó là như là 5 cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn, để dựng xây dựng lên làm nền tảng cho một đất nước Việt Nam, cho tự do dân chủ, cho tương lai. Và đồng thời chúng ta là những người tôn giáo, trong chương trình hôm nay cũng như tại thành phố Houston, trong cái tinh thần hài hòa và đoàn kết để xây dựng cái một cái thành phố thân yêu tốt đẹp và một cái nền của liên tôn được tốt đẹp, và đồng thời mang cái sự tốt đẹp đó cho đến mỗi người tín hữu trong cái cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng. Cảm ơn quý ngài và quý vị. Kính chúc quý ngài và quý vị ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày đều an lành.